một trung tâm nghiên cứu sinh vật ở Bắc Cực để dò dỉ ra một loại virus hiếm thấy. Người bị nhiễm virus sẽ bị hòa tan thành chất lỏng màu đen trong vòng mấy ngày, mà thể biến dị cá biệt còn sẽ trở thành máy móc lây truyền, tấn công người khác. Trong căn cứ có người gửi tin cầu cứu nặc danh tới trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Atlanta. Sergio nhận được tin tức thì triệu tập ngay mấy tiến sĩ sinh hóa đi. Hiện tại đã biết trong căn cứ có 3 người nhiễm bệnh, một người nhiễm bệnh trong số đó còn chưa chết hẳn. Nhưng Erlen lại đưa ra thắc mắc, trong trụ sở kia có hơn 100 nghiên cứu viên sinh hóa, tại sao phải chỉ mặt gọi tên tìm tôi đi? Sergio thì nói thẳng, người nhiễm bệnh cuối cùng này chính là em trai của anh. Và thế là Erlen không nói hai lời theo đám người khởi hành luôn. Thoáng chốc bọn họ đã tới căn cứ bí mật này. Người phụ trách nơi này, Hiroshi đi tới nghênh đón. Trước khi tiến vào căn cứ, lòng bàn tay của bọn họ đều cấy một chip có thể đi lại thông suốt trong căn cứ. Mà căn cứ thí nghiệm trông thì không lớn, nhưng thực ra lại phân bố suốt 24 tầng ngầm từ A đến Z. Khi nghe nói tới nơi này có hơn 1000 nhân viên công tác, thì Erlen lập tức căng thẳng. Như thế này thì rất có thể vẫn còn người nhiễm bệnh ẩn nữa. Anh bảo Hiroshi chuẩn bị tư liệu về 3 người nhiễm bệnh và cả danh sách nhân viên đã tiếp xúc trong vòng 48 giờ cho anh. Sau đó anh và Julia ở phòng nghỉ mặc đồ phòng hộ. Thoáng cái Erlen đã đi tới phòng thí nghiệm, mà người nằm trên giường thì đúng là em trai anh, Peter. Người của hắn xuất hiện toàn những tơ máu trông như mạng nhện vậy. Hơn nữa máy đo sinh mệnh biểu hiện hắn không sống qua được đêm nay. Erlen thử câu thông với Peter. Nhìn thấy anh trai của mình, Peter như khôi phục được một chút lý trí. Hắn nhắc sơ qua tới phòng màu trắng và lừa đảo. Sau đó vẻ mặt của Peter lại trở nên hoảng hốt. Peter đột nhiên điên lên và bắt đầu tấn công nhân viên công tác ở bên cạnh. May mắn Julia tới kịp thời và tiêm thuốc an thần cho hắn. Sau đó bọn họ bắt đầu tiến hành điều tra những người khác. Doreen tiến hành thí nghiệm cơ thể sống theo bổn phận. Nhưng binh sĩ trông coi lại nói với cô, nơi này không có khỉ. Doreen rất hoang mang, căn cứ thí nghiệm khổng lồ thế này mà lại không chuẩn bị thử thí nghiệm. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành sử dụng chuột bạch. Nhưng thí nghiệm này thì phải cần một chút thời gian. Mà một bên khác, Erlen cùng Sarah đi xem bọc đựng xác của hai người nhiễm bệnh khác. Nhưng bên trong bọc đựng xác lại chảy ra một chất lỏng màu đen sền sệt. Cảnh này làm cho Sarah nôn thốc nôn tháo hết cả ra. Sau đó mấy người nghiên cứu thảo luận ở bên trong phòng nghỉ. Người nhiễm bệnh ngoài xương cốt thì những cơ quan nội tạng khác đều bị phân giải hết. Nhưng điều kỳ quái là Peter lại còn sống. Điều này chứng tỏ virus mà bọn họ nhiễm không phải là cùng một loại. Erlen lập tức tới phòng của Peter để tìm kiếm manh mối. Mà trong quá trình tìm kiếm ấy, anh phát hiện ra một cái USB. Sau khi mở ra thì là nhật ký sinh hoạt mà Peter ghi chép mỗi ngày. Nhưng ở trong ghi chép cuối cùng, Erlen phát hiện ra manh mối. Mặc dù về lời nói thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng dấu tay này thì chỉ có hai anh em bọn họ hiểu. Đây là dấu tay ra hiệu chạy trốn được sử dụng vào hồi còn bé tinh nghịch. Cùng lúc đó, Doreen giam con chuột bạch có chứa virus vào cùng một chỗ với những con chuột bạch khác. Cuối cùng xác nhận được virus không lan truyền qua đường không khí. Nhưng khi Sergio xuống ống nước lấy mẫu, thì bọn họ lại phát hiện lông của khỉ. Rõ ràng lính canh nói trong trụ sở này không có khỉ. Rất hiển nhiên, Hiroshi có chuyện đang lừa bọn họ. Sau đó Doreen lập tức lục soát cả căn cứ cùng với Sergio. Sau đó hai người phát hiện cửa sắt không thể đi vào, ở trong một góc âm u. Thấy vậy, Sergio lần mò tìm nguyên liệu ngay tại chỗ. Anh ta lợi dụng nitơ lỏng và nguyên lý nóng nở lạnh co lại, mở được cửa sắt ra đầy nhẹ nhàng. Hiển nhiên, bên trong kho hàng này đã từng cất giữ ít nhất hàng ngàn con khỉ. Nhưng nơi này lại không có một cọng lông khỉ nào hết luôn. Hai người đột nhiên phát hiện có một con khỉ con chạy qua. Và rồi dưới sự vây chặn của Doreen cùng Sergio, nó đã đi vào ngõ cụt. Nhưng vào lúc này, Doreen lập tức bảo Erlen kiểm tra xem liệu có vết thương nào không. Sau khi xác nhận không có thì cô cúi đầu, là thể chứa virus. Mà chuyện lạ thì còn xảy ra không ngừng. Căn cứ phát ra cảnh báo. Peter đã thoát khỏi trói buộc và chạy trốn qua đường ống thông gió. Erlen thấy rất bất ngờ, một người sắp chết. Sao lại có thể làm được chuyện này? Nhưng không kịp giải thích, bọn họ lập tức đóng đường thông gió lại. Sau đó thì thả khí gây mê có nồng độ cao. Nồng độ này hoàn toàn có thể làm con người ta mất mạng. Mà yêu cầu cuối cùng của Erlen là để anh tự mình lên mang thi thể xuống. Anh thay đồ phòng hộ rồi đi vào trong đường ống thông gió. Erlen phát hiện chất lỏng màu đen một cách thuận lợi. Nhưng bởi vì đường ống quá chật hẹp, hơn nữa mỗi đường ống đều nối trên, dưới, trái, phải. Khi xem tới đoạn này, đề nghị những bạn nào có chứng sợ không gian hẹp tua qua luôn nha. Bởi vì xem về lâu về dài thì sẽ sinh ra cảm giác khó thở đó. Ngay lúc đang cảm thán bản thân không mắc chứng sợ không gian hẹp, mặc dù anh không nhìn thấy được nhưng lại nghe được âm thanh. Anh men theo âm thanh thì nhìn thấy có một người đang nằm ở trong đường ống. Nhưng người này cũng không phải là Peter đã chạy trốn. Bọn họ đưa thi thể của người đàn ông ra. Mà người đàn ông này thì là một bảo vệ ở trong căn cứ. Mà bàn tay có giấy thông hành của hắn thì đã bị cắt mất. Chính vào lúc này, Sergio lại xuất hiện ở bên ngoài căn cứ. Anh ta để một máy phát vệ tinh cỡ nhỏ xuống dưới đất. Sau đó dùng điện thoại gửi một đoạn mã đi. Mà ngay lúc Sergio chuẩn bị rời đi, thì anh ta lại phát hiện một màn kinh khủng ở trong nền đất tuyết. Hàng ngàn con khỉ ở bên trong căn cứ lại đều bị đóng băng thành tượng băng ở nơi này.
đợi khi anh ta trở lại trong căn cứ thí nghiệm, thì Hiroshi vẫn đang luôn giám sát mọi hành động cử chỉ của các tiến sĩ. Hơn nữa, Hiroshi lại nói tới chuyện chủ thuê với Seijo. Rất hiển nhiên, mấy tiến sĩ vẫn đang luôn bị che giấu lừa gạt. Lúc này bên trong căn cứ, Peter bị lây nhiễm đang tới gần một gian phòng có tính âm mưu gì đó. Sau đó hắn cầm tay cụt có gắn chip để mở cửa phòng ra. Đến ngày hôm sau, người bị tập kích cũng chưa hẹo. Mấy người bọn họ miêu tả, Peter chỉ lấy đi đồng phục của bản thân. Sau đó thì cắn họ một cái. Xem ra Peter đang cố ý lan truyền virus trên quy mô lớn. Hôm qua tổng cộng là có 5 người bị tập kích, nhưng có 2 người trong số đó thì giờ không rõ tung tích. Rất hiển nhiên bọn họ đang cố ý tránh né. Mà ở một góc của phòng thí nghiệm, Dorin đang thực hiện việc giải phẫu bí mật với con khỉ mà cô bắt được. Xong đột nhiên cửa sắt lại mở ra. Một trong hai tiến sĩ bị lây nhiễm đã xuất hiện sau lưng Dorin. Lúc này cô ta vẫn còn giữ lại được chút lý trí. Cô ta đứng tại chỗ ăn nói vớ vẩn, trong lời nói vẫn luôn lặp lại những từ chạy khỏi nơi này và lừa đảo. Mà Dorin thì nhân lúc cô ta không chú ý, vội vàng thoát đi. Dorin suýt nữa bị cắn trong một cái đã thoát được khỏi miệng cọp. Nhìn cô ta té xỉu ra đất thì cô cũng bình tĩnh lại. Để làm giảm sự đau đớn của người bị lây, Sarah một mình đi tới nhà kho lấy thuốc an thần. Thấy cửa phòng mở ra, cô cũng không hề để ý. Nhưng khi cô chuẩn bị lấy thuốc rời đi, Peter đột nhiên xuất hiện. Lần này hắn lại mở miệng nói ra tên của Hiroshi. Sau đó thì lại men theo đường ống thông gió trốn đi. Erlen biết tin thì ngay lập tức dẫn người tới nhà kho. Bọn họ phát hiện mấy lọ thuốc an thần ở trong góc. Erlen cảm thấy Peter đang áp chế virus của mình. Đây là chuyện tốt, nhưng việc cấp bách là phải tìm ra được hắn. Lần này Seijo chủ động đi vào đường ống thông gió, mà những người khác thì ở phía dưới dùng máy đo sinh mệnh để giúp Seijo tìm Peter. Một bóng đen chợt lóe lên, nhưng bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh lạ. Ngay sau đó, bọn họ cứu Seijo ra. Cũng may anh ta mặc đồ phòng hộ nên không bị lây nhiễm. Lúc này binh sĩ đột nhiên đi vào báo cáo. Thí nghiệm có phát hiện quan trọng. Julia yêu cầu Hiroshi đưa cô tới phòng thí nghiệm của Peter. Mà khi cô tìm ghi chép tiêm của hắn, ánh mắt của Hiroshi có biến hóa. Julia phát hiện Peter đã từng tiêm hai loại vaccine không rõ tên vào trong người chuột bạch. Thấy vậy, Julia nói thẳng, tôi muốn lặp lại thao tác của Peter. Lúc này nụ cười trên khuôn mặt của Hiroshi dần biến mất. Bởi vì kết quả của thí nghiệm chính là lan rộng virus ra như bây giờ. Nó chia làm hai loại. Chuột bạch Navic A đều biến thành bãi nước đen. Mà chuột bạch Navic B thì lại dần trở nên nóng nảy, bắt đầu tấn công người khác. Rất hiển nhiên, Navic B chính là virus mà Peter lây nhiễm. Hiện tại hắn đã biến thành một máy móc truyền nhiễm. Mà tiến sĩ bị lây nhiễm thì cũng dần trở nên nóng nảy. Bọn họ lại quay ra bắt Sarah. Mà Hiroshi vốn đang định giải quyết luôn bằng vũ lực, lại Erlen bị đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn. Để làm dịu cảm xúc của những tiến sĩ này, anh đã cởi đồ phòng hộ của bản thân ra. Đây là để bọn họ cảm thấy mình cũng không có gì khác biệt với người khác. Sau đó Erlen an ủi Sarah. Rất hiển nhiên, cô đã bị dọa sợ. Thậm chí cả đôi tay chuẩn bị làm thí nghiệm kia cũng bắt đầu run rẩy. Đột nhiên Dorin mang theo một tên kẻ chạy trốn khác đi tới trong phòng. Hơn nữa cô còn nói, tôi có phát hiện quan trọng. Nhưng khi bọn họ đưa người phụ nữ đi giam lỏng. Xin lỗi, thân yêu. Chuyện quỷ dị vẫn xảy ra liên tục không ngừng. Binh sĩ trong căn cứ phát hiện, một tiến sĩ lại muốn lái xe trượt tuyết rời khỏi nơi này. Dù cho biết khả năng rời khỏi được là bằng không, nhưng lại vẫn cứ khăng khăng một mực. Thấy vậy, binh sĩ bèn đi tới, sau đó rút luôn con dao ra. Hóa ra người đàn ông trước mắt này là thể chứa virus. Hắn lan truyền virus tùy ý ở trong căn cứ Bắc Cực thông qua cắn. Mà kẻ đầu sỏ tạo ra những chuyện này thì chính là người phụ trách của trụ sở này, Hiroshi. Mà trên chính cơ thể anh cũng có một bí mật không muốn cho người khác biết. Erlen phát hiện Julia ở trong phòng tắm. Lúc này Julia tỏ ra căng thẳng, đối mặt với sự hỏi han của Erlen. Cô nói, chắc là tôi xuất hiện ảo giác. Do công việc quá tải cao trong mấy ngày qua, thấy Julia không có việc gì, Erlen rời khỏi gian phòng của cô. Song anh đột nhiên lại nghe thấy âm thanh lạ ở trong đường ống thông gió. Erlen men theo âm thanh đi tới trong một gian phòng. Anh dường như cảm nhận được sự tồn tại của Peter, nhưng anh lại không trông thấy một ai ở trong gian phòng hết. Đúng lúc này, cứu em, cứu em. Sau đó Peter ngã gục xuống đất. Lúc này bên trong căn cứ, các tiến sĩ thì đang điều tra hoạt động của mỗi người. Mà khi gặp phải kẻ cứng đầu thì có cũng có cách áp dụng bạo lực. Đột nhiên Erlen mang Peter trở về. Điều này khiến cho Hiroshi và thuộc hạ của anh tỏ ra căng thẳng. Erlen nói, Peter đã chủ động tìm tôi nhờ giúp đỡ, để khống chế sự lan tràn của virus tốt hơn. Hiroshi bảo thuộc hạ đưa Erlen đến tầng dưới chót nhất của căn cứ. Nơi này đã từng thực hiện nghiên cứu sinh vật đáng sợ, cho nên bọn họ đã biến nơi này thành tầng cách ly thiên nhiên. Mỗi một gian phòng và thiết bị đều là được chuẩn bị sẵn cho việc phân tán người ra. Sau đó Erlen đã triệu tập tất cả mọi người tới họp. Bọn họ lại phân công lần nữa. Sarah chuẩn bị cho việc kiểm tra liệu có người bị nhiễm hay không, mà Dorin thì tiếp tục đi giải phẫu khỉ, xem thử có thể có được phát hiện gì mới hay không. Nhưng khi hai người tới địa điểm giải phẫu của Dorin, thì thi thể của con khỉ đã biến mất không thấy tăm hơi. Rất hiển nhiên, đây là do có người cố tình làm. Thấy Dorin muốn đi tìm Hiroshi lý luận, Seijo nói, tôi có thể tìm được những con khỉ khác.
Thoáng chốc anh ta đã dẫn Dorin đi tới bên ngoài căn cứ. Đúng vậy, hai người bọn họ lấy mẫu trực tiếp ở đây luôn. Dorin phát hiện không đúng. Cô bèn chất vấn, vì sao anh lại biết những con khỉ nà ở đây? Thấy Sergio ấp úng thì Dorin quay người rời đi luôn. Lúc này Sergio lên tiếng. Anh ta nói, tôi đã biết nơi này có virus lan tràn từ lâu. Tôi nhận được lệnh khẩn cấp. Từ căn cứ lục quân là tới đây điều tra cho rõ ràng. Thấy vậy, Dorin cũng tạm thời không lo lắng nữa. Mà lúc này trong căn cứ, mấy người đột nhiên đụng mặt với một tiến sĩ đang chạy trốn khác. Đối phương không ngừng tiến lên, cầu xin mọi người giúp bản thân. Nhưng sau đó, thấy vậy, Erlen lập tức tiến hành giải phẫu khẩn cấp cho người phụ nữ ngay tại chỗ. Anh thành thạo lấy đạn ở trong cơ thể ra. Sau đó thì anh trách cứ bảo vệ khi đã nổ súng với người xin giúp đỡ. Nhưng bảo vệ lại nói, tại do súng không ở trên người anh thôi. Erlen cam đoan, tôi sẽ không nổ súng với bệnh nhân. Nói xong thì anh quay người rời đi luôn. Lúc này trong phòng thí nghiệm, hai người Sarah và Julia đang vội vàng làm giấy thử để kiểm tra virus. Dưới sự thí nghiệm kiểm tra đầy chăm chỉ suốt một ngày của họ, bọn họ đã có thể bắt đầu kiểm tra từng người một. Nếu như bị nhiễm virus thì giấy thử sẽ chuyển sang màu xanh. Khi Sarah rời đi, Julia đã lấy cây ngoáy tai ra bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy ống nghiệm không biến sắc, Julia cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà ở một bên khác, Dorin đang thí nghiệm với khí cũng phát hiện ra chuyện đáng sợ. Để nghiên cứu dễ hơn, họ định phục chế virus ra nhiều một chút. Nhưng quá trình này thì phải chờ mấy tiếng. Xong đột nhiên, Dorin cho hãm lại ngay. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Dorin muốn đi hỏi thẳng. Đám người Hiroshi rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì? Nhưng hành vi của cô lại bị ngăn lại một lần nữa. Sergio nói, trước khi chuyện còn chưa rõ ràng, thì tôi không muốn bị Hiroshi biến thành tượng băng ném ở bên ngoài căn cứ đâu. Không riêng gì Dorin, lúc này Erlen đang giằng co trước mặt Hiroshi. Anh yêu cầu Hiroshi khai hết thực nghiệm này ra cho anh. Thậm chí anh còn lấy vinh dự là tiến sĩ hàng đầu của Atlanta ra để ép Hiroshi. Từ đó có thể thấy được loại virus này không tầm thường. Hiroshi thấy vậy thì cũng trình bày thẳng luôn. Có một loại virus đáng sợ đang lây nhiễm ở trong căn cứ Bắc Cực. Atlanta điều động 5 tiến sĩ hàng đầu tới đây để hóa giải nguy cơ. Bọn họ dùng 24 giờ nghiên cứu ra giấy thử kiểm tra người nhiễm bệnh. Người nào mà bị nhiễm virus thì giấy thử sẽ chuyển qua màu lục. Bọn họ giữ người bị lây nhiễm virus lại ở tầng cách ly ngầm mới được thành lập trong căn cứ. Erlen gọi bảo vệ đưa nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên đến nơi đây. Nhưng khi bảo vệ mở cửa ra, một người phụ nữ vọt thẳng ra ngoài. Thân thủ của cô ta nhanh nhẹn mà sức cũng lớn vô cùng. Rất hiển nhiên, cô ta đã bị nhiễm bệnh tới giai đoạn cuối rồi. Mà Sarah đang kiểm tra ở dưới tầng hầm thì bị Julia yêu cầu. Bản thân cô cũng phải kiểm tra virus. Thấy vậy, Sarah rất tức giận. Cô không ngờ đồng đội của mình lại không tin tưởng mình như thế. Để thỏa mãn lòng tò mò của Julia, Sarah đã kiểm tra ngay tại hiện trường. Lúc này bảo vệ đột nhiên chạy tới. Mà nghe thấy tin chứa virus nổi loạn, thì người đàn ông này la toáng lên, làm cho người ở cả tầng cách ly bắt đầu bạo loạn. Chỉ một thoáng, toàn bộ tầng cách ly đã mất khống chế. Nghe thấy tiếng gào thét của người nhiễm bệnh, tất cả mọi người càng nháo nhào cả lên. Lúc này người nhiễm bệnh đang tấn công một bảo vệ trong số đó. Erlen lập tức tổ chức tất cả mọi người trở lại trong phòng cách ly. Nhìn thấy người nhiễm bệnh tấn công người khác, Julia cũng lại nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Loại cảm giác này vô cùng chân thực. Lúc này súng ngắn của bảo vệ rơi xuống đất. Mà khi người nhiễm bệnh chuẩn bị tấn công Julia là Erlen, anh đã làm trái với lời thề độc mấy tiếng trước của mình. Mà khi anh chuẩn bị mang cô đi tầng cách ly thì cô lại từ chối. Rất hiển nhiên, cô đã bị lây nhiễm. Sau đó Erlen đã ép Hiroshi nói cho anh biết nguyên nhân nghiên cứu con virus này. Trụ sở này đang thực hiện một thí nghiệm bí mật. Đó chính là trộn hết những loại virus đã từng xuất hiện lại chung với nhau. Sau đó nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa được tất cả các loại virus. Mà thuốc này thì đã nghiên cứu chế tạo thành công, chia làm hai loại AB. Thông qua thí nghiệm, hai loại thuốc này đều có tỷ lệ chữa trị là 100%, nhưng tỷ lệ chết của Navic A cũng lên tới 100%, mà tỷ lệ chết của Navic B cũng lên tới 80%. Nhưng việc cấp bách bây giờ là cản sự lan rộng của virus lại, nên Hiroshi chỉ có thể cưỡng chế. Những người nhiễm virus tự sinh tự diệt ở tầng cách ly. Erlen nói, tới tối tôi sẽ liên lạc với quân tiếp viện mà Atlanta điều động. Lúc này Julia ở tầng cách ly thì đã không còn coi bản thân là tiến sĩ nữa. Mà khi cô cởi áo khoác ra thì phát hiện giấy thử của mình ở trong túi. Thấy vậy, cô lập tức đi xác nhận. Quả nhiên, virus đã xảy ra biến dị. Chưa chắc tất cả mọi người đã thí nghiệm thành công được. Julia vội vã chạy tới bên cạnh điện thoại. Nhưng khi cô đang gọi đi thì bên ngoài căn cứ lại có người giở trò. Có người đã cài bom hẹn giờ ở dưới đáy của tháp vệ tinh. Căn cứ bỗng chốc đã mất đi phương thức truyền tin. Thấy cảnh này, Sarah càng căng thẳng hơn. Hành động này có khả năng sẽ khiến cho cả căn cứ trực tiếp luân hãm. Dorin sau khi nghiên cứu thông 2 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã có được thành quả bước đầu. Nhưng Sergio ở bên cạnh thì lại lộ một vẻ mặt quỷ dị. Ngay lúc Dorin chuẩn bị đi báo cáo, xin lỗi nhiều nha, Sergio đã xử lý luôn Dorin. Sau đó thì biến hiện trường thành hiện trường giả. Thí nghiệm xảy ra sự cố, sau đó thì xoay người rời đi. Lúc này Erlen cũng không biết trợ thủ đắc lực của anh đã bị sát hại. Anh vẫn còn đang giằng co với người phụ trách của căn cứ.
bởi vì Hiroshi quyết định nhốt hết người bị nhiễm virus lại cho họ tự sinh tự diệt, mà người của cả tầng cách ly thì cũng đứng lên phản kháng. Chúng ta bắt tay nhanh đóng hệ thống lọc không khí lại, như thế thì không được mấy tiếng, những người ở tầng trên sẽ phải thả chúng ta ra vì thiếu oxy. Phận là tiến sĩ, đương nhiên Julia sẽ không đồng ý với hành vi cá chết lưới rách này, và thế là cô đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng ở cuối hành lang, một người thần bí võ trang đầy đủ đã gọi cô qua. Ngay lúc cô bị người biến dị đuổi theo, thì người thần bí đó đã ra tay giúp cô. Sau đó bọn họ đều nhìn chăm chú đối phương với vẻ cảnh giác. Sau khi biết virus sẽ không lây qua đường không khí, Anna tháo mặt nạ xuống. Nhưng bây giờ không phải là nói chuyện phiếm, bởi vì không riêng gì tầng cách ly, những tiến sĩ ở tầng khác cũng có khả năng xuất hiện tình trạng bị nhiễm virus, bởi vì giấy thử sẽ không có hiệu quả 100%. Cùng lúc đó, một nữ tiến sĩ tới tìm Sarah. Cô cho cô ta vào thẳng trong nhà, sau đó cô ta để lộ cánh tay của mình. Đây là triệu chứng bị lây nhiễm. Thấy vậy, Sarah lại kiểm tra ngay tại hiện trường. Nhưng thông qua kiểm tra thì cô ta cũng không có gì khác thường, nên Sarah cảm thấy có thể là do cô ta đã quá lo nghĩ. Sau đó cô khuyên cô ta uống nhiều nước ấm để bình tĩnh lại. Mà Erlen là đội trưởng đội nghiên cứu, lúc này anh còn đang dốc hết sức để cứu chữa cho em trai của mình. Nhìn thấy Peter đau đớn như thế, thì anh dự định lấy thuốc ức chế được virus vừa nghiên cứu ra được cho Peter dùng thử. Sau đó Philip lấy thuốc được đông lạnh ra làm tan. Ông xác nhận nhiều lần với Erlen có nên thí nghiệm với chuột bạch trước không, nhưng Erlen lại lấy luôn thiết bị điều khiển và nhấn nút xác nhận. Chỉ thấy chất lỏng màu vàng dần được truyền vào trong người Peter, và rồi triệu chứng của hắn đã được dịu bớt đi phần nào. Erlen tính luôn canh ở bên người hắn để quan sát sự thay đổi. Mà lúc này Sarah ở trong phòng phát hiện không đúng, nữ tiến sĩ lại luôn nói chuyện với không khí. Mà ngay lúc Sarah chuẩn bị rời đi, đừng đi, cô ta không muốn bị đưa tới tầng cách ly. Sarah vừa chuẩn bị rời thì đã bị cô ta gọi giật lại. Đối phương quan sát mấy chục phút thì phát hiện trong người Sarah tồn tại khối u, nói chuyện không được rõ ràng, tay thì run rẩy. Đây đều là triệu chứng của người bệnh u. Vì để nữ tiến sĩ giữ bí mật, Sarah đã để cô ta ở lại trong phòng của mình. Sau đó cô đi tìm Erlen. Nhưng khi cô vừa định nói chuyện thì Peter tỉnh lại. Lúc này hắn đã có thể nói chuyện câu thông được rồi. Nhưng Sarah thì vẫn sốt ruột nói tới chuyện giấy thử có lẽ tồn tại kết quả giả. Rất có thể ngoài tầng cách ly của căn cứ thì vẫn còn có những người nhiễm virus khác. Song Erlen cũng không hoảng sợ. Anh lập tức kêu cô đi chuẩn bị giấy thử thí nghiệm mới. Việc cấp bách hiện giờ là anh muốn hỏi chuyện đã xảy ra trên người Peter. Nhưng dù có khả năng giao tiếp, song những điều mà Peter nói ra đều liên quan tới những ký ức hồi bé của họ. Trí nhớ của hắn cứ như là bị niêm phong lại rồi vậy. Bọn họ phát hiện virus trên người Peter lại đang dần cắn trả lại. Sau đó Erlen lại đi tới trước mặt Peter. Lần này anh cũng nói hùa theo lời của Peter. Đột nhiên có khoảng mười mấy giây, Peter lại tỉnh táo lại. Hắn chỉ nhắc tới gian phòng màu trắng. Và có lẽ Hiroshi quen biết Julia. Nhìn thấy Peter không còn nhịp tim thì hai người vội vàng chuẩn bị cấp cứu. Cùng lúc đó, Hiroshi dẫn theo thuộc hạ mở một cửa ngầm ra. Nơi này có thể đi bộ thông tới tất cả các tầng. Anh dẫn theo thuộc hạ xuất hiện ở phòng điều khiển của khởi động thiết bị lọc. Hiroshi nói, tôi tới đây với thành ý. Tôi không muốn làm lớn chuyện ra, cho nên lần này một mình đến đây. Mong là mọi người đừng tạo ra khủng hoảng. Hiroshi lôi khí tiết tuổi già của bản thân ra đảm bảo, chúng tôi sẽ mau chóng cứu chữa cho tất cả mọi người. Thấy vậy, người đàn ông cũng buông vũ khí trong tay xuống. Bọn họ dần khôi phục lại hệ thống lọc không khí. Mà khi hai người chuẩn bị rời đi, rất hiển nhiên, đây mới là mục đích lần này của nhóm Hiroshi. Anh kêu thuộc hạ của mình một mình trở lại tầng trên. Còn anh thì một mình xuống tầng cách ly để hoàn thành chút chuyện. Sau đó Hiroshi đi vào nơi sâu trong tầng cách ly. Không ngờ lại đi về phía người nhiễm bệnh ở phía đối diện. Nhìn thấy Hiroshi, không ngờ người nhiễm bệnh lại thấy có chút e ngại. Sau đó anh đi thẳng tới một bên tường, vì không để cho người đời biết được sự tồn tại của chúng, Sergio đã phóng một trận lửa lớn ở trên đất tuyết của Bắc Cực. Sau đó anh ta cầm điện thoại ra truyền tư liệu của virus đi. Xong đối phương lại ra lệnh cho anh ta tìm được tiến sĩ Hartwig. Mà ở trong cả căn cứ Bắc Cực, người có âm mưu tính toán không phải chỉ có một mình Sergio. Người phụ trách của căn cứ, Hiroshi, lại có thể làm cho người nhiễm bệnh phải e dè. Hơn nữa anh còn xuống tay tàn nhẫn với bản thân nữa. Lúc này Julia ở tầng cách ly thì vẫn còn đang cố gắng thuyết phục mọi người đoàn kết lại, nhưng không một ai muốn mở cửa cho cô. Rồi đột nhiên Hiroshi xuất hiện trước mặt hai người Julia. Julia thấy thế thì vội tìm một góc hẻo lánh để băng bó cho Hiroshi. Sau đó anh dẫn hai người họ trở lại hành lang chật hẹp ban đầu kia. Nhưng bọn họ cũng không biết đèn ở nơi này đã bị Hiroshi đánh nát. Bọn họ chỉ đành mượn ánh sáng từ gậy huỳnh quang để từ từ tiến lên. Nhưng trong lúc Hiroshi nghỉ ngơi thì bọn họ lại nghe thấy tiếng vang. Hiroshi nhặt gậy huỳnh quang lên, đưa Julia vào trong một gian phòng. Sau đó thì anh nhanh chóng chặn cửa sắt lại. Julia còn muốn trở về cứu Anna. Tôi đâu có nhìn thấy cô ta. Sau đó hai người không ngừng tránh né sự đuổi giết của người nhiễm bệnh. Nhưng bọn họ cứ như là có trang bị thiết bị định vị vậy, có thể phát hiện chính xác được vị trí của họ. May mắn Anna tới cứu hai người kịp thời. Sau đó hai người băng bó sơ qua cho Hiroshi. Nhưng đột nhiên trong đầu Julia lại xuất hiện một vài hình ảnh. Trong lúc bận rộn,
thậm chí cô đã quên luôn mình đã bị lây nhiễm. Hóa ra Anna vẫn luôn là một người khác ở trong tưởng tượng của cô. Tất cả những chuyện mà Anna đã làm đều là do chính bản thân cô làm ra. Cùng lúc đó, Erlen phát hiện thi thể của Dorin ở trong phòng thí nghiệm của cô. Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bảo vệ cảm thấy đây là tai nạn thí nghiệm ngoài ý muốn. Nhưng Erlen thì lại cảm thấy đây là một vụ mưu sát có chủ đích. Anh giận điên lên. Thành viên trong đoàn đội của anh đã có hai người bị hại rồi. Phiền phức lớn nhất của chúng ta bây giờ không phải virus. Sau đó bảo vệ dẫn Erlen tới phòng quan sát. Nhưng khoảng thời gian Dorin bị hại thì camera đã bị phá hỏng. Bảo vệ thấy rất bất ngờ. Bởi vì chỉ có Hiroshi và hắn là có quyền hạn tới chỗ này. Thấy vậy, Erlen tính tự mình nghiệm thi điều tra chân tướng. Erlen vừa rời đi thì bảo vệ đã thấy Sergio ở trong camera. Lúc này anh ta đang hỏi thăm về chuyện của tiến sĩ Hartwig ở khắp nơi trong căn cứ. Bởi vì cái tên này đã quá lâu rồi, nên thành viên cốt cán như Philip thì cũng thấy lơ mơ với cái tên của người này. Đúng là đã từng có một tiến sĩ như thế, nhưng tôi cũng không biết vì sao tiến sĩ này lại biến mất. Hơn nữa tất cả mọi người đều truyền tai nhau. Người này bị giam trong một gian phòng màu trắng. Lúc này bảo vệ đột nhiên đi vào trong phòng. Hắn đưa Sergio đến những phòng khác. Hắn biết đây là trò quỷ của Sergio. Dorin cũng là do anh ta giết chết. Nhưng bọn họ đều đang nắm thóp của đối phương, cho nên cả hai cũng không ra tay đánh nhau. Sau đó thì Sergio tới tìm Erlen trong sự thăm dò. Hiển nhiên là Erlen cũng không nghi ngờ gì anh ta. Sergio nói trong quá trình thí nghiệm, Dorin đã nhắc đến tiến sĩ Hartwig. Erlen lập tức đứng lên đi gặp người đó. Erlen không tìm được Hiroshi nhưng anh ép bảo vệ nói ra tất cả những gì mình biết. Sau đó anh bảo vệ nhắc đến Sergio. Anh ta dẫn Erlen đến phòng Sergio. Vậy thì có thể tiết lộ những chuyện tàn ác Sergio từng làm. Quả nhiên, anh ta là người làm nổ anten vệ tinh của căn cứ. Anh ta vẫn đang liên lạc với một tổ chức bí ẩn bằng vệ tinh nhân tạo. Thành quả nghiên cứu của nhà nghiên cứu cũng bị đạo. Chúng còn nói về cả tiến sĩ Hartwig và căn phòng trắng. Nhưng Erlen vừa quay đầu lại thì tên bảo vệ đã biến mất. Lúc này, hắn đã mặc xong đồ bảo hộ, bước về phương Bắc. Mà dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Sergio. Mặt khác, Erlen đã đi hỏi về căn phòng trắng. Phòng trắng chính là Bắc Cực. Chúng đang ở bên ngoài. Lúc này tên bảo vệ đã đến đầu cuối của dây thừng. Hắn khởi động cỗ máy cực quen tay. Đây chính là nơi cất virus. Nhưng hắn bị đòn tấn công bất ngờ làm cho ngã nhào ra đất. Người đó chính là Sergio. Sergio cầm cái đầu của tiến sĩ Hartwig đi. Xong chuyện, anh ta mang virus đến nơi hẹn trước. Trong khi anh ta liên hệ với cấp trên, thì tên bảo vệ đã tới nơi. Hắn cởi sạch áo khoác và giày của Sergio ra rồi cẩn thận bê cái hộp có chứa virus đi. Chưa được mấy tiếng sau, cơ thể của Sergio bị người khác kéo đi. Khi anh ta tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trong một căn phòng. Cô gái nói mình là cư dân ở đây. Cô nghi ngờ Sergio có liên quan đến đứa bé mất tích mấy năm gần đây. Sergio không biết điều, bị cô dạy cho một bài học. Cô định cho Sergio ở lại mấy hôm rồi đưa mình về căn cứ để kiểm tra phỏng đoán của mình. Mà lúc này ở căn cứ, Julia đã bị lây nhiễm đến giai đoạn cuối. Cô ngạc nhiên vì chỉ trong vài giờ, vết thương của Hiroshi đã lành. Nhưng Julia chẳng thấy có gì sai, vì giờ chính bản thân cô cũng khó tự bảo vệ mình. Trước khi ra ngoài, Sarah phát bệnh. Sau đó cô ngất đi, ngã thẳng xuống đất. Khi cô tỉnh lại, Hiroshi cứ dùng đèn pin chiếu lên mắt cô. Sau đó anh lấy một lọ thuốc màu đỏ tiêm cho cô. Julia bị tiêm xong thì lại hôn mê. Cùng lúc ấy, Erlen đang làm thí nghiệm đã có bước tiến mới. Anh gọi Sarah đến xem kính hiển vi có gì đó lạ. Lúc đầu Sarah chẳng thấy gì bất ngờ. Nhưng Erlen bảo cô quan sát lại thì cô cũng nhận ra. Loại virus này không có trong tự nhiên mà là do con người tạo ra. Thấy vậy, Erlen đi hỏi Hiroshi ngay. Anh không biết Hiroshi đã làm gì con virus. Virus ban đầu đã thay đổi vì anh ta. Nhưng Hiroshi lại nói đó chỉ là để chữa khỏi cho những người khác. Mà nghiên cứu này chỉ có Peter biết được nội dung. Nghiên cứu đã có tiến triển, hai người bắt đầu thử nghiệm. Công việc mà họ sắp làm giống hệt những gì Dorin làm hôm qua. Nhưng họ không hề mặc đồ bảo hộ, dẫn đến việc virus phân tán đi trong không khí. Chưa được mấy giây nó đã lan ra khắp cái bàn. Thấy vậy, Erlen bèn lấy bình xịt phun vào virus. Rõ ràng là thứ này đã có tác dụng. Thực tế chứng minh rằng nhiệt độ thấp có thể kiềm hãm loại virus này. Thấy vậy, hai người vội đến chỗ Peter. Họ để đá xung quanh người Peter, máy đo chỉ số sinh tồn cũng có phản ứng. Họ nghĩ ngay đến tiến sĩ Kai. Erlen đến phòng của Kai luôn. Họ biết Kai đang nghiên cứu một thí nghiệm mới, mà thí nghiệm này đã có thành quả rồi. Thấy có người tán đồng với kết quả nghiên cứu, còn cho mình thử nghiệm trên người. Kai muốn mà còn không được. Chớp mắt cái họ đã đưa Peter tới. Thứ không khí của anh có thể giúp người ta thở dưới nước trong vài giờ. Loại dịch do anh chế tạo ra có thể giúp Peter giảm thân nhiệt. Kai khởi động chiếc máy, dung dịch màu xanh truyền vào bộ đồ theo ống dẫn. Thấy Peter bị ngộp nước, Kai nói đây là triệu chứng bình thường. Julia định cho ngừng máy nhưng Erlen ngăn lại. Lúc này chiếc máy có phản ứng. Nhiệt độ cơ thể của Peter đã xuống 20 độ rồi. Cơ thể hắn cũng có những phản ứng yếu ớt. Rõ ràng là đã có tác dụng. Nhưng Peter vẫn cứ hôn mê nên tác dụng không nhiều lắm. Bên ngoài phòng thí nghiệm, Hiroshi cứ âm thầm quan sát. Rồi anh bảo bảo vệ đưa mình đi tìm thi thể của Sergio.
hai người đến vùng bên ngoài căn cứ ngay trong đêm. Nhưng thi thể của Sergio lại không cánh mà bay. Hiroshi rất cảnh giác, anh chắc chắn Sergio bị người khác đưa đi. Mà anh đi tìm Sergio cũng vì có lý do riêng. Đằng xa có tiếng máy bay. Đây chẳng phải quân chi viện mà là tổ chức bí mật của Sergio. Bấy giờ, Julia bị Hiroshi cho ở trong phòng cách ly cũng tỉnh lại. Điều kỳ lạ là cơ thể cô đã thay đổi. Mà đôi mắt của Julia cũng biến hóa. Cô bịt hai mắt đi trong tầng toàn những xác sống. Nghe thấy tiếng ngoài cửa, cô rất căng thẳng. Người bị truyền nhiễm nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chạy ra ngay. Julia chầm chầm ló ra để xem kẻ đó đã đi thật chưa. Cô bị đẩy ngã ra. Khi cô sắp bị tấn công thì kẻ bị truyền nhiễm lại bị cô dọa. Mà tất cả là vì mũi tiêm màu đỏ mà Hiroshi tiêm cho cô. Lúc này Hiroshi đang đứng ở cửa căn cứ đón khách quý. Họ trang bị vũ trang đầy đủ, bước tới. Cô ta tự xưng mình là quản lý của tổ chức Ilaria. Cô ta đã nghe danh Erlen từ lâu. Sau chuyện, họ lập tức mở cuộc họp khẩn. Cô ta nói căn cứ ở Bắc Cực này là hạng mục đầu tư của mình. Rõ ràng Hiroshi cũng chẳng ưa gì Constance. Để Erlen chế tạo thuốc giải nhanh hơn, cô ta đồng ý sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Mà yêu cầu duy nhất của Erlen là chuyển Julia tới chỗ mình. Bởi vì cô là thành viên cốt cán không thể thay thế trong đội. Sau đó, Constance gọi Hiroshi ra nói chuyện riêng. Cô ta chẳng thèm nhiều lời, lao lên tẩn Hiroshi ngay. Hạng mục mà Constance đầu tư là virus và thuốc điều trị. Nhưng Hiroshi lại chỉ nghiên cứu virus. Constance yêu cầu Hiroshi nghiên cứu ra thuốc trong vòng một tuần. Vậy thì có thể anh còn giữ được mạng. Mà theo đó thì ngoài Hiroshi ra, khi nghiên cứu ra được thuốc chữa, tất cả sẽ bị bịt miệng. Tiểu đội Atlanta thì sẽ có người xử lý. Thấy Constance chuẩn bị đến phòng cách ly đưa Julia đi. Hiroshi mở cách cửa bí mật đó ra. Chớp mắt cái anh đã quay lại căn phòng Julia nằm. Lúc này Julia yếu ớt vô cùng. Cô kể bệnh tình của mình cho Hiroshi thì anh ta suýt thì không khống chế được niềm vui. Người bị lây nhiễm trực tiếp tấn công. Constance lập tức rút súng ra giải quyết những kẻ bị truyền nhiễm trước mặt. Nhưng cô ta không ngờ rằng tiếng súng lại kéo nhiều người đến hơn. Lập tức kẻ bị truyền nhiễm đã đẩy áp hành lang. Mấy người sau khi thoát được nguy hiểm dự định tạm thời quay về tầng an toàn trước. Lúc này Hiroshi đang dìu Julia ra khỏi con đường hầm tối. Nhưng vừa bước ra ngoài thì gặp phải Daniel. Thì ra từ nhỏ Daniel đã bị Hiroshi bắt nạt. Mà người phụ nữ trước mặt này lại chính là chị gái của anh ta. Thấy thế Hiroshi lập tức đưa hộp gỗ cho Julia rồi bảo cô về phòng thí nghiệm nghỉ ngơi trước. Thì ra Daniel có một người anh em sinh đôi. Từ lúc anh ta 4 tuổi Hiroshi đã bắt cóc anh ta đi. Người khiến anh ta biết được sự thật này chính là Sergio. Sergio liên tục liên lạc với cấp trên Constance. Anh ta không thể bí mật giải quyết được việc này. Nên Constance đã đưa người đến tự mình kết thúc nó. Mặc dù Constance đã đánh Sergio nhưng quan hệ của hai người họ lại hết sức vi diệu. Julia về đến phòng thí nghiệm vẫn luôn trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo. Mà thứ đồ trong chiếc hộp gỗ Hiroshi đưa cho cô lại là một cặp kính áp tròng. Lúc Julia đang hoài nghi thì Erlen bước vào. Hai người nhào vào lòng nhau. Erlen rất tò mò làm sao Julia có thể quay lại. Hơn nữa tại sao đã nhiễm virus rồi lại có thể khỏi hẳn. Nhưng anh đột nhiên phát hiện ra nhãn cầu của Julia đã thay đổi. Bây giờ những thứ này đều không phải là vấn đề. Rắc rối lớn nhất đã đến rồi. Người lây nhiễm đã đi qua thang máy bọn họ vừa mới khởi động rời khỏi tầng cách ly. Trong ống thông gió zombie biến dị đang quan sát con người ở bên dưới. Những người ở trong căn cứ thí nghiệm đều không phát giác ra điều gì. Hai người rất tò mò tại sao Julia lại bình yên vô sự. Rõ ràng cô đã nhiễm virus rồi kia mà. Đúng lúc này Julia lại kể cho hai người họ một câu chuyện cười chẳng buồn cười. Nhưng đột nhiên căn cứ có tiếng cảnh báo. Thấy thế Erlen lập tức ra ngoài kiểm tra. Thì ra người lây nhiễm đã phá hỏng kho thức ăn. Bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Mà trông giống một tổ chức có kỷ luật đang thực hiện nhiệm vụ hơn. Lúc này Hiroshi đang bị nhốt lại. Anh dự định đi tìm Hiroshi để nói chuyện về kẻ bị truyền nhiễm. Mà lúc Erlen tìm đến Hiroshi thì anh ta không tự nguyện nói ra bất cứ chuyện gì. Anh ta chỉ nói với Erlen bây giờ Julia có khả năng đang nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì theo Constance thì trong cơ thể của Julia có kháng thể. Cô sẽ biến thành công cụ thí nghiệm của Constance. Lúc này Julia không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Cô đi đến trước cửa nhưng lại bị Constance tập kích sẵn khống chế. Lúc Erlen đi đến thì Constance đã không cho phép bất kỳ một ai tiến vào. Còn nói mấy tiếng nữa Ju sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm. Julia ở trong phòng nhanh trí phát hiện trong phòng có một lỗ thông gió. Lối thông gió của căn cứ này có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Nhưng cô không biết trong ống thông gió lúc này đang có vô số người lây nhiễm. Khi Julia đến được một góc khác thì một người biến dị đã xuất hiện. Sau đó lại có thêm một tên nữa. Nhưng bọn họ không hề tấn công Julia. Đồng thời lúc này Erlen và Sarah đang làm ra vài hành động nhỏ. Bọn họ dự định cứu Julia thoát khỏi nơi này. Hai người đề nghị thứ mình cần với bảo vệ gác cửa. Mặc dù bảo vệ rất nghi ngờ về thứ mà bọn họ cần, nhưng vì để có thể nghiên cứu ra thuốc giải bọn họ chỉ có thể đi lấy theo yêu cầu. Sau đó hai người không ngừng điều chỉnh tính toán. Nhưng ngay lúc Sarah lấy một lọ thuốc khác thì tay cô không tự chủ được mà run lên. Đột nhiên ống thông gió có tiếng động vang lên. Thế mà lại là Julia. May mắn bọn họ đã đóng hệ thống truyền tin ở trong phòng. Erlen bảo Julia đi tìm Hiroshi còn hai người họ sẽ đối phó Constance. Erlen liên hệ với binh sĩ ở bên ngoài.
nói rằng thuốc đã được điều chế xong chờ Constance đến nghiệm thu. Thấy Constance đến phòng thí nghiệm, Erland mặt không biến sắc bảo Constance kiểm tra thành quả. Nhưng đúng lúc này hai người trực tiếp chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó trốn vào một căn phòng né tránh sự truy đuổi của những người khác. Đột nhiên loa phát thanh của căn cứ vang lên. Constance và các binh sĩ chỉ bị thương nhẹ. Bây giờ cô ta lấy tính mạng của Peter ra để uy hiếp trong vòng một tiếng Erland phải đến trước mặt cô ta. Biết rõ lần này một đi không trở lại, Erland vẫn muốn thử xem. Thấy thế Sarah đã đi lấy đồ nghề. Đây là một loại máy móc có thể phát ra siêu sóng âm có thể tạm thời khống chế hành động người khác. Julia ở một bên khác đã đến căn phòng mà Hiroshi bị nhốt. Ngay lúc hai người họ đang thương lượng cách để giúp Erland, Hiroshi trực tiếp đánh ngất Julia. Lúc này Erland đã đến trước mặt Constance. Thấy Erland đến, Constance lập tức ra lệnh cho cấp dưới rách hai người Peter. Nhưng đúng lúc này trong phòng đột nhiên mất điện. Sarah thành thục sử dụng máy móc khống chế đối phương. Erland cũng được Hiroshi đột nhiên xuất hiện đưa đi. Lập tức trong căn phòng chỉ còn lại Constance và cấp dưới của cô ta. Nhưng lúc tiến sĩ đưa mọi người trở về phòng thì không thấy Julia đâu nữa, là Constance. Cô ta đã để lại phương án dự phòng. Lúc này Julia đã chuẩn bị rời khỏi căn cứ. Sau đó Hiroshi một mình đi tìm Constance. Hai người quen biết đã lâu. Ngay lúc Constance thả lỏng cảnh giác thì Hiroshi ra tay luôn. Thân thủ của anh nhanh như tia chớp. Chưa tới 2 giây Constance đã bị khống chế. Sau đó Hiroshi đã xuất hiện tiếp nhận căn cứ. Anh dẫn theo Daniel đi tới gian phòng màu trắng. Sau đó bỏ đầu của Constance vào trong thùng. Cuối cùng Constance đã bị cất giữ mãi mãi. Nhưng phiền phức thì nối gót nhau tới. Trong quá trình dọn dẹp tầng cách ly, Erland phát hiện không đúng. Tất cả người bệnh của tầng cách ly lại đều biến mất hết. Trong lúc anh trò chuyện với Hiroshi thì phát hiện một đường ống thông gió. Mà đường ống này chính là đường thông tới tầng dưới. Nhưng theo lời của Hiroshi thì nơi này đã là tầng dưới cùng của căn cứ rồi. Thấy chuyện đã bại lộ, Hiroshi nói ra, trung tâm nghiên cứu sinh vật Bắc Cực vốn là chỉ có 24 tầng. Hiện tại xuất hiện tầng 25 ngầm. Hơn nữa tầng này có đầy zombie. Hình như bọn họ đang thực hiện nghi thức gì đó. Sau đó zombie nằm trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại. Hắn đi tới trên bậc thang. Đúng vậy, bọn họ đã xảy ra biến dị. Lúc này zombie đã có ý thức được của mình. Mà đám người ở tầng trên không tiêu diệt bọn họ là bởi vì Hiroshi đã nói với tất cả mọi người. Tất cả nguyên dịch virus đều ở tầng 25. Nếu như tổ chức Ilaria không liên lạc được với Constance, thì bọn họ sẽ phái sinh vật biến dị đáng sợ hơn tới đây. Việc cấp bách là nên tiêu hủy nguyên dịch virus như thế nào. Bọn họ lập tức bàn bạc kế hoạch. Nhiệt độ thấp có thể khống chế khả năng hành động của sinh vật biến dị một cách hữu hiệu. Erland lợi dụng điểm này để chia tổ. Hiroshi và Sarah giảm hệ thống điều chỉnh độ ấm của căn cứ xuống. Hai người Erland và Julia thì tới tầng 25 ngầm tiêu hủy virus. Hai người dựa theo chỉ dẫn của Hiroshi xuống tới tầng hầm thần bí này. Con đường duy nhất ở nơi này chính là cánh cửa sắt kia. Xuống dưới đất, Julia đã thốt lên trước sự đáng sợ ở trước mắt. Người nhiễm virus đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xem ra nhiệt độ thấp đúng là khiến bọn họ rơi vào trong trạng thái ngủ đông thật. Nhưng hai người vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ thuận lợi đi tới kho virus. Nhưng khi tìm virus thì bọn họ phải trố cả mắt ra. Virus cảm cúm đã từng bùng nổ ở các quốc gia cùng với virus được chế tạo ra kia lại đều còn sống ở trong kho virus này. Những virus này nếu mà để lọt ra ngoài thì đủ để tạo nên tai nạn mang tính hủy diệt cho con người. Nhưng vào lúc này, Sarah ở bên cạnh Hiroshi đột nhiên trợn tròn hai mắt. Đôi mắt cô mất tiêu cự, miệng thì nói mê sảng. Sau đó ngã luôn ra mặt đất. Hiroshi thấy thế thì mở lại hệ thống cung cấp độ ấm. Lúc này hai người ở tầng 25 dưới mặt đất lại phát hiện cái bình chứa virus trống rỗng. Hơn nữa người biến dị ở cửa cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Julia vẫn muốn tiêu hủy virus có ở hiện trường. Song cô lại bị Erland kéo thẳng ra ngoài. Lúc này zombie đã dần khôi phục. Bọn họ nhân lúc chúng còn chưa khôi phục hoàn toàn, rời khỏi nơi đó. Nhưng khi họ chuẩn bị đi lên tầng, Julia lại phát hiện ở đây có đường thông xuống tầng dưới. Lúc này cửa sắt sắp bị người biến dị công phá. Nhưng nhìn cô cố chấp như thế, thì anh cũng chỉ đành đi cùng với cô. Xuống tới tầng này, Julia chết sững người ngay tại nguyên chỗ. Nơi này lại giống y như đúng với nhà cô khi còn bé. Đây là mảnh ký ức khi còn nhỏ của Julia. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng cô xác định nơi này giống y hệt với nhà của mình. Cô muốn trở về gặng hỏi Hiroshi về chân tướng. Nhưng khi hai người đi tới tầng trên, Peter lại dẫn theo những người nhiễm bệnh khác quay họ lại. Thấy vậy, Julia lập tức cản ở phía trước. Người nhiễm bệnh như là e ngại gì đó, không dám đi lên trước. Và thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, hai người bọn họ đã rời khỏi nơi này. Lúc này Hiroshi đang kiểm tra cho Sarah. Anh nhìn thấy sau lưng của Sarah có vết thương do phẫu thuật khối u. Sau đó bọn họ lập tức đưa Sarah đến phòng cấp cứu. Anh cũng không biết Sarah mắc bệnh nặng tới thế. Lúc này Julia định tìm Hiroshi hỏi cho ra nhé. Cô tới văn phòng của Hiroshi, mà anh thì rất thản nhiên trước sự xuất hiện của cô. Anh đưa một tấm hình cho Julia, sau đó là đưa thêm một nửa khác. Đây chính là ảnh của Julia khi còn bé. Hiroshi nói, bố là bố của con. Sau đó anh lấy len mắt xuống. Đôi mắt này chính là thứ để Hiroshi chứng minh mình. Julia không tài nào chấp nhận được sự thật này. Sau đó thì cô xoay người rời đi.
mà ở cổng của căn cứ, tiến sĩ Kai lại lấy virus đã mất kia ra. Chỉ thấy hắn sửa sang lại trang bị rồi đi về phía cổng trụ sở. Sau đó Erlen lập tức phân tích hướng đi của người này. Trong cả căn cứ Bắc Cực, nếu như không có kiến trúc giữ ấm, thì gần như là hắn không sống được qua 24 giờ. Mà trạm vệ tinh bỏ hoang cách căn cứ gần nhất, thì lộ trình đi cũng mất 12 giờ rồi. Sau đó hai người lập tức xuất phát. Dù cho Hiroshi cố gắng ngăn cản nhưng không có hiệu quả. Anh như thể đang sợ bọn họ phát hiện ra điều gì vậy. Hai người lái xe trong đêm tới trạm vệ tinh bỏ hoang này. Vừa đến nơi thì họ đã phát hiện ra Kai, đối phương rất kích động. Hắn đang liên lạc với tổ chức Ilaria. Kai bị tiền tài che mờ đôi mắt, nhưng cái rét lạnh đã khiến chân hắn trở nên chậm chạp. Erlen đã khống chế được hắn một cách dễ dàng. Kai vẫn không rõ thủ đoạn của tổ chức Ilaria. Hắn còn muốn lát nữa đối phương sẽ phái người tiếp mình. Hai người thấy bên trong gian phòng có thiết bị truyền tin vô tuyến. Bọn họ khôi phục điện ở nơi này. Julia tính liên lạc với Atlanta xin chi viện. Nhưng vào lúc này, tia laser không ngừng hiện lên. Tay bắn tỉa ở xa đã nhắm vào kiến trúc này rồi, nhưng đối phương lại vẫn luôn bắn ở ngoài cửa. Erlen quan sát thấy đối phương chỉ có một người, nhưng mạng sống của hai người vẫn như chỉ mảnh treo chuông. Ngay lúc anh chuẩn bị dụ đối phương đi để Julia trốn thoát, thì anh phát hiện một cửa ngầm ở trên mặt đất. Hai người vừa xuống dưới đất thì nghe thấy một âm thanh quỷ dị. Đi vào chỗ sâu, một người đầu hói có đôi mắt giống Julia bị khóa vào cột sắt, mà thần kinh của người đàn ông này thì đã có vấn đề rồi. Ông ta toàn trả lời không đâu trước câu hỏi của hai người. Đột nhiên ông ta nói, tôi đã bị nhốt ở chỗ này suốt 30 năm rồi, mà người giam giữ tôi chính là Hiroshi. Ông ta nói tiếp, tôi và cô là cùng một loài người. Ông ta còn nhắc tới tổ chức Ilaria, tập đoàn kia có quy mô khổng lồ, hơn nữa có 500 người quản lý. Sarah cảm thấy bọn họ nên mang người này về căn cứ, song Erlen lại cảm thấy ông ta rất nguy hiểm, không thể tháo chói được. Julia nhân lúc Erlen đang trên đường đi thám thính địch, cô lại đi tìm ông ta. Ông ta lặng lẽ nói một bí mật cho cô biết, chúng ta đều là người vĩnh sinh, nhưng cái giá của sự vĩnh sinh chính là đổi lấy từ tử vong vô hạn. Loại người như chúng ta không ăn không uống 40 ngày vẫn sống trơ trơ. Thấy Erlen muốn dẫn Julia rời đi, ông ta lập tức cướp đồ ở trong tay cô. Mà khi hai người còn đang chết sững tại chỗ, thì người của tổ chức Ilaria đã tới phía sau họ. Nhưng vai ác luôn chết bởi nói nhiều là Daniel, bọn họ thiêu hủy trụ sở này. Julia tiện tay ném luôn nguyên dịch virus vào. Sau khi trở lại căn cứ, Hiroshi nói ông ta đã từng giết mẹ của con. Nhưng Hiroshi lại không nhắc một lời nào về người vĩnh sinh. Lúc này tim của Sarah đột nhiên ngừng đập. Thấy vậy, mấy người lập tức cấp cứu. Vì để cứu Sarah, Julia đã đưa ra một quyết định to gan. Cô cấy ghép một phần cơ thể mình cho Sarah. Và rồi Sarah tạm thời không còn nguy hiểm tới tính mạng. Giờ Erlen thấy xoắn não không thôi. Rốt cuộc cái trụ sở này đang giấu bí ẩn kinh thiên gì? Lúc này Hiroshi đột nhiên chặn lại được tin nhắn của tổ chức Ilaria. Sau đó anh đi vào cửa ngầm, lấy một đống bom hẹn giờ ra trực tiếp khởi động. Ngay sau đó Hiroshi bắt đầu đặt bom ở các góc trong căn cứ. Nét mặt của anh rất nghiêm túc. Chắc hẳn là có chuyện gì rất đáng sợ sắp xảy ra. Thậm chí Hiroshi còn xuống tới tầng 25 để đặt bom nữa. Cuối cùng anh tìm Erlen bảo tập kết mọi người tránh né. Erlen không rõ bọn họ phải trốn tới chỗ nào. Lúc này Hiroshi nói, trong căn cứ vẫn còn một lô cốt ẩn nữa. Người của tổ chức Ilaria tới là tôi sẽ cho nổ cả căn cứ này. Lô cốt có lối ra thông tới mặt đất. Phe này thì Daniel mở rộng tầm mắt. Hắn có quyền hạn thông hành và bản vẽ của căn cứ. Hơn nữa từ bé đã lớn lên ở đây. Song hắn cũng không biết bên trong căn cứ còn lô cốt ẩn. Cùng lúc đó, người nhiễm bệnh cũng ở có hành động bên trong căn cứ. Một nữ tiến sĩ tìm kiếm đồ ăn ở trên mặt đất của phòng thí nghiệm. Cô ta nhặt mấy thứ linh tinh ở dưới đất lên nhai nhồm nhòm. Nhưng vào lúc này, cô ta lại trông thấy mỹ vị ở trong lò vi ba. Đột nhiên, những người này là thể nhiễm bệnh biến dị. Bọn họ đang lan rộng với quy mô lớn. Ở trong một trung tâm nghiên cứu sinh vật Bắc Cực, những sinh vật biến dị này vẫn luôn thu thập máu của những người có thể lây nhiễm khác. Sau đó mỗi ngày quan sát động tĩnh của mọi người trong căn cứ. Cuối cùng, bọn họ đã đợi được thời cơ. Bởi vì người bên trong căn cứ muốn tránh né tập đoàn Ilaria sắp đến, bọn họ thu xếp cho tất cả chiến sĩ vào trong một gian phòng bí mật. Song đây lại vừa đúng ý của người biến dị. Bọn họ đổ máu để giành được mấy ngày nay vào trong ống phòng cháy. Sau đó thì mở hệ thống phun chữa cháy. Thoáng chốc, tiến sĩ của cả căn cứ đã bị máu phun vào người. Khi Erlen chạy tới nơi thì đã muộn. Hiện giờ trong căn cứ chỉ còn mấy người họ là người bình thường. Erlen đột nhiên nghĩ đến thí nghiệm của ngày hôm qua. Nếu như virus đã sợ lạnh, thì bọn họ sẽ luôn dùng hạ nhiệt độ bằng vật lý để khống chế người biến dị. Erlen dự định nếm thử lần cuối cùng, thêm chất làm nguội vào trong thuốc giải bán thành phẩm đã được tạo ra. Sau khi thí nghiệm với chuột bạch, thì không ngờ hiệu quả lại rất kinh người. Hai người vĩnh sinh là Hiroshi và Julia đi thẳng tới tầng có người biến dị, mà khi bọn họ quay đầu thì đụng mặt với Peter. Hiroshi không nói hai lời, phun tới tấp. Sau khi hành động bị hạn chế, Julia tiêm luôn thuốc giải vào trong người hắn. Peter ngã ra đất run lên không ngừng. Chưa tới 2 giây, người của hắn bắt đầu tự động bài độc. Nhìn thấy đại ca gục xuống đất, thì đám người biến dị cùng nhau tiến lên.
nhưng cả hai là người vĩnh sinh nên người biến dị không thể tấn công được họ. Hai người không ngừng khống chế người biến dị và tiêm thuốc vào chúng. Không tới một tiếng, các tiến sĩ trong căn cứ đều được tập trung tới một phòng nghỉ ngơi. Trong cơ thể của bọn họ vẫn đang từ từ thải độc. Song đúng lúc này, trong căn cứ truyền tới tiếng cảnh báo. Mấy người cấp tốc vũ trang. Đây chính là sức chiến đấu hiện có của cả căn cứ rồi. Là tập đoàn Ilaria. Bọn họ phái người tới căn cứ. Bọn họ nhìn thấy một cảnh kinh hồn từ thiết bị nhìn đêm. Vô số xe trượt tuyết đang lao về phía căn cứ. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, thì tất cả xe trượt tuyết lại tắt đèn phía trước đi. Mấy người tiến lên xem xét. Những chiếc xe trượt tuyết này đều là trí tuệ nhân tạo. Mà nơi bọn họ tính xâm nhập vào thật thì lại là đỉnh của căn cứ. Lúc này thành viên của tổ chức Ilaria đã tới căn cứ. Sau khi đưa Hiroshi tới nhà an toàn xong, thì anh không ngừng lặp lại bảo họ khởi động chương trình tự bạo đi. Không thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Nhưng khi Erlen còn đang do dự, đối phương đã đi tới thang máy trong căn cứ. Các tiến sĩ còn tưởng rằng những người này là quân tiếp viện. Song vài giây sau, trong thang máy máu me be bét, thấy những người khác mãi chưa tới, thì đám người Erlen quyết định ấn nút tự bạo. Nhưng sau khi bấm nút cho nổ, bom trong căn cứ lại chẳng thấy nổ luôn. Người của tổ chức Ilaria biết bọn họ đã dự mưu từ trước, nên khi vào căn cứ thì thiết bị dẫn nổ đã bị chặn rồi. Người mà lần này tổ chức Ilaria phái tới là người tàn nhẫn độc ác nhất trong 500 người vĩnh sinh bọn họ. Bề ngoài thì chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhưng thực tế thì đã sống hơn 100 năm rồi. Nhiệm vụ lần này của hắn ta là mang virus và thuốc giải về, sau đó bắt sống Hiroshi. Những người còn lại thì không cần để lại người sống. Sau đó, đám người trốn ở chỗ an toàn trở lại căn cứ. Bọn họ tưởng thành viên của tổ chức Ilaria đã rời đi. Song thực tế bọn họ vẫn còn đang ở trong căn cứ bí mật thành lập trạm giám sát. Nhìn thấy cảnh Hiroshi sát hại Constance, Spencer giận dữ. Bởi vì người phụ nữ này chính là mẹ của Spencer. Lúc này Hiroshi dự định tập hợp bọn họ rời khỏi căn cứ. Bọn họ muốn mang thuốc giải đi. Hai người đội tuyết đi tới gian phòng màu trắng. Nhưng vừa cầm được thuốc giải, thì Spencer lại xuất hiện. Thấy hắn ta, Hiroshi muốn giữ mạng. Anh tiện tay ném thuốc giải xuống mặt tuyết. Hai người vừa rút vũ khí ra, thì Spencer đã biến mất. Hóa ra Hiroshi đã có chuẩn bị trước. Anh hiểu rõ tổ chức này. Bởi vì anh cũng là một thành viên trong số 500 người vĩnh sinh. Ngay lúc mấy người chuẩn bị trở về chỗ an toàn, lấy thuốc giải, thì thang máy đột nhiên mất điện, nơi này trở nên tối đen như mực. Khi điện lại có lại lần nữa, thì Julia đã biến mất. Rõ ràng, Spencer đã bắt Julia. Ngay khi bọn họ trở lại chỗ an toàn, ở cửa lại rơi một hộp sắt xuống. Bên trong là một bức thư máu. Dưới đáy hộp sắt còn có một ngón tay của Julia. Rất hiển nhiên, chỗ an toàn đã không còn an toàn nữa. Cuối cùng Hiroshi chủ động tìm Spencer. Đầu tiên, hắn ta lấy mạng của Julia ra uy hiếp anh quỳ xuống. Sau đó hắn ta cho Hiroshi lựa chọn. Một người là Julia, một người là Daniel, một người là máu mủ ruột già, một người là con trai đã nuôi từ nhỏ tới lớn. Lúc này Hiroshi mâu thuẫn không thôi, mà Spencer lại ném thêm quả bom nữa. Thời gian chỉ có 30 giây. Thấy vậy, Daniel đã làm ra quyết định. Hắn giằng luôn bom ở trên cổ mình xuống. Điều bất ngờ đột nhiên xảy ra này làm cho Spencer thả lỏng cảnh giác. Sau khi khống chế được Spencer, thì Erlen còn phang thêm phát nữa. Nhưng lúc này, màn hình trong phòng sáng lên. Người xuất hiện trong màn hình là thuộc hạ của Spencer. Mà ở bên trong vật chứa không ngờ là đang nhốt mẹ của Julia, cũng là vợ của Hiroshi. Sau đó hai người lại thẩm vấn Spencer về mục đích của chúng. Mà Spencer thì lại nhắc tới một thành phố. Thành phố này không ngờ đã bị lây virus mà bọn họ chế tạo. Erlen rất tò mò. Rõ ràng con virus này sau khi được nghiên cứu ra thì chưa hề rời khỏi căn cứ. Vì sao lại bùng nổ ở thành phố xa xôi? Bọn họ lập tức tìm tới Hiroshi. Hiroshi nhìn thấy thành phố này diệt vong thì cũng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt trước. Anh tra ra được vị trí mà Jin bị cầm tù. Mấy người nhanh chóng hành động. Nhưng mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của đối phương rồi. Đột nhiên, Sergio ra tay với đồng đội. Hóa ra anh ta tới đây chỉ có một mục đích. Không phải vì tổ chức Ilaria, cũng không phải vì mình. Người phụ nữ chửi rủa vì sự phản bội của Sergio. Rất hiển nhiên Sergio đã rất sốt ruột rồi. Hóa ra Hiroshi đã từng bắt cóc rất nhiều đứa trẻ để nghiên cứu. Sau khi bọn họ bị tiêm một lượng virus cực nhỏ, thì bị tổ chức lưu đày tới các nơi trên thế giới. Anh ta muốn Hiroshi nói thành phố mà những người lưu vong này đang ở. Lúc này Hiroshi cũng không còn bán mạng cho Ilaria nữa. Thế nên anh đã cung cấp thông tin đầy đủ không thiếu tí nào. Sau khi Sergio rời đi, Hiroshi đưa virus và thuốc giải cho Erlen. Cùng lúc đó, Peter lại lặng lẽ tới bên người Spencer. Hóa ra virus bạo phát ở thành phố kia là do Peter đụng tay chân. Vì trở thành người vĩnh sinh, hắn đã hợp tác với tổ chức Ilaria. Peter không ngờ chuyện sẽ phát triển tới nông nỗi này. Vì đạt được vĩnh sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. Có lẽ là sẽ có chút đau đấy. Không lâu sau, Peter tới tìm Erlen. Hắn tự trách bản thân đã sơ ý chủ quan để cho Spencer chạy mất. Thấy vậy, bọn họ vội vàng chuẩn bị rút lui. Bọn họ bỏ hết thành quả nghiên cứu khoa học hiện có của căn cứ lên xe. Erlen giao virus và thuốc giải cho Julia. Bởi vì vị trí của máy bay trực thăng có hạn, nên anh lựa chọn rời đi theo đường bộ.
khi hai người hôn tạm biệt lần cuối. Peter ở bên cạnh nhìn thấy rất khó chịu. Đúng vậy, mục đích mà Peter muốn trở thành người vĩnh sinh chính là vì chờ Erlen già đi thì hắn sẽ hớt Julia. Song hắn lại không biết sự thâm tình của hắn sắp tạo ra một sai lầm lớn. Mà trong đám người, Sarah được cho biết là bản thân đã mang thai. Tiến sĩ tới chúc mừng cô, nhưng ông lại không biết rằng đứa bé này là của Erlen. Đó là sai lầm mà bọn họ phạm phải khi gặp áp lực quá lớn. Và rồi khi bọn họ mở cửa rời đi, căn cứ thoáng chốc đã biến thành biển lửa. Phần lớn tiến sĩ nghiên cứu khoa học đều chôn thân trong căn cứ. Khi Erlen tỉnh lại lần nữa thì vừa khéo thấy Spencer bắt Julia đi. Thấy vậy, Erlen vội vàng xông tới. Nhưng vì không muốn kế hoạch của chúng thành công, nên Julia đã đưa thuốc giải cho Erlen. Sau đó đạp anh rơi xuống khỏi máy bay. Khi máy bay trực thăng rời đi, thì bộ phim này cũng tới hồi kết thúc. Đây cũng là đặc tính của phần lớn phim Mỹ. Đầu voi đuôi chuột.